Làm nội trợ khó lắm chứ. Lại một ngày mới bắt đầu. Một ngày tốt lành nhé, cậu bé Dao Báo. Máy tính kẹo dẻo của mình đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Mẹ ơi! Sao vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi, vòi hoa sen trong nhà tắm hỏng rồi. Con tắm kiểu gì bây giờ? Mẹ ơi, có một cái hộp. Nó tự chạy đâu mất rồi. Được rồi, hai đứa bình tĩnh nào. Các con cứ đi học đi. Lát mẹ sửa lại sau nhé. Nhưng mẹ ơi, con phải đi tắm bây giờ cơ. Cái hộp tự biến mất đấy. Lỡ có quái vật bên trong thì sao ạ? Bella, tắm sau đi con. Còn Lô, không phải quái vật đâu con. Nhưng lát nữa mẹ sẽ kiểm tra nhé. Lúc nào mẹ cũng nói thế, nhưng mẹ có làm đâu. Đúng rồi đấy ạ, mẹ đản trí lắm. Đản trí sao, đâu có. Mà bố, các con đi đâu rồi nhỉ? Cả sáng nay mẹ không thấy bố đâu. Bắt nhé. Bắt này. Anh à, hôm nay mình bận lắm đấy. Lô nói nó cần một con quái vật. Còn Bella, chờ chút, con bé nói cần gì ấy nhỉ? Này, hôm nay chú vui lắm. Gặp lại cháu ngày mai nhé. Có vẻ họ đang đi mua sắm. Mấy đứa nhóc đi học, còn cặp vợ chồng thì ở đây. Vậy thì không có ai ở nhà rồi. Vậy nghĩa là tôi có thể đột nhập vào để điều tra. Anh hãy cố giữ họ ở đây càng lâu càng tốt. Anh rõ chưa? Vâng, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Tôi phải dạy anh từng ly từng tí à? Có não thì dùng đi chứ. Ôi chà, cái này dùng thế nào nhỉ? Hơi mờ xíu nhưng cũng không tệ. Hay đấy chứ. Ở đây ghi là sản phẩm vệ sinh cá nhân. Em không hiểu sao người trái đất có thể dùng mấy chất này để làm sạch cơ thể chứ. Anh yêu. Được rồi mà. Mình biết chỗ tuyệt nhất dành cho đàn ông trong siêu thị. Chơi vui quá trời. Trò này đỉnh nhất. Trưởng tộc ơi, anh đi một mình thôi à. Ông thư ký già bé xíu của anh trông thế này. Tôi tưởng ông ấy lúc nào cũng đi với anh chứ. Chào anh nhé. Xin lỗi anh, tôi hơi bận chút. Cái trò này vui lắm luôn. Trên trái đất này có nhiều thứ thú vị lắm. Thật à, tôi thử giới được không? Trúng phóc luôn. Đúng rồi, đồ điện tử cho đàn ông. Còn với phụ nữ thì đương nhiên là mỹ phẩm. Ngày tốt lành, thưa quý khách. Siro đường thơm ngọt đang giảm giá 50%. Các bạn còn chờ gì nữa? Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Siro đường ư? Mời chị. Thơm và dính quá. Tôi thích lắm. Thật tuyệt vời. Tôi sẽ mua một lọ. Vậy họ thích thoa siro thay cho mỹ phẩm à? Mình có ý này. Thưa các quý ông quý bà, mời lại xem. Cuộc thi nhảy hula rất sôi động đây. Vũ công giỏi nhất sẽ nhận được 10 chai siro miễn phí. Thú vị phải không? Sao cơ? 10 chai? Giỏi quá đi.
Tiếp theo là leo núi trong nhà. Người leo lên đỉnh nhanh nhất sẽ nhận được 20 chai siro. 20 chai ư? Cuộc thi tiếp theo, bắn trúng đích được 40 chai siro. Mình chỉ cần bằng chứng xác thực, một lý do chính đáng để đuổi nhà kẹo dẻo này ra khỏi thị trấn của mình. Ảnh gia đình sao? Kia là chó cưng hay gì? Bọn họ cũng ranh mảnh đấy, đặt bẫy mình à? Sao bọn họ biết mình sẽ đến điều tra nhỉ? Cái gì kia? Ôi không, hình như nó thấy mình rồi, làm sao bây giờ? Hay quá, tớ muốn xem mấy trò chơi của cậu lắm. Máy tính kẹo dẻo của tớ, tớ tìm cả ngày nay đấy. Cái gì thế? Cái này gọi là máy tính kẹo dẻo, vui lắm. Xong, cuối cùng thì mình cũng có đủ siro. Khoan đã, hình như mình định mua cái khác mà. Có phải siro không nhỉ? Ôi không, mình không nhớ nổi. Chào chị đừng đi vội. Chúng tôi vẫn còn một sự kiện đặc biệt nữa. Là sự kiện gì thế? Gì ấy nhỉ? Để tôi giải thích. Đại loại là à kia rồi. Sự kiện tắm nắng của chúng tôi. Chị nhìn xanh xao quá. Anh nghĩ vậy sao? Vâng, nhưng chị đừng lo. Máy tắm nắng của chúng tôi sẽ giúp chị có làn da rám nắng. Chị sẽ xinh đẹp lộng lẫy ngay thôi. Vậy chúng ta cùng thử nhé. Anh có chắc không? Có chứ, chị cứ thử đi mà. Cẩn thận đấy. Tránh đường. Tránh ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế ạ? Suốt 6 tháng nay con đã làm hỏng giò sen 13 lần. Con có biết tại sao không? Vì con lúc nào cũng bất cẩn, nghe rõ chưa? Giờ nói cho mẹ biết, mẹ đã nhắc con cẩn thận bao nhiêu lần rồi? 378 lần đúng không? Và chỉ có 3 lần là lần thứ 5, lần thứ 37 và lần 98 là con chịu nghe lời. Ngoài 3 lần đó, con không nghe lời mẹ 375 lần. Sao mẹ biết à? Con ngươi của con di chuyển nhanh gấp 33 lần mỗi giây, còn môi của con giật trên 7 lần. Môi dưới thì biểu ra 3,7 mm. Mẹ sẽ không cảnh cáo lần thứ 379 đâu. Nên con nghe cho thật kỹ đây, phải cẩn thận. Con nên tự biết sắp xếp đồ đạc của mình thay vì lần nào cũng hỏi mẹ, hiểu chưa? Vâng ạ, con không dám nữa đâu. Con không dám nữa đâu. Con đã nói thế 409 lần rồi. 44 lần với tàu vũ trụ đồ chơi, 98 lần với giày kẹo dẻo, 39 lần với dây nhảy không trọng lực, 205 lần với búp màu, 27 lần với túi thần kỳ. Mẹ cậu nên làm rapper mới đúng. Sao cô ấy nhớ được hết lời thế? Chỉ xảy ra khi nhiệt độ cơ thể của mẹ tăng cao thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Sao mình hạ nhiệt cho mẹ được đây? Đúng rồi,
Tủ lạnh, các cậu ơi, trong đó lạnh lắm mà, như thế sẽ giúp cô ấy hạ nhiệt. Mẹ quay lại rồi. Ôi trời, hình như mẹ ngủ gật mất tiêu. Ôi không, em có sao không? Cứ tưởng em đi với bố kẹo dẻo chứ. Sao em lại ở đây? Biết mà, em ấy sẽ không bỏ bọn mình đâu. Giờ Gia đã quay lại, vậy là gia đình chúng ta đủ người rồi. À khoan đã, bố các con đâu rồi? Mẹ không nhớ để quên bố ở đâu. Có ai ở nhà không? Con chào bố. Anh ấy đứng ở gian hàng điện tử chơi trò chơi suốt 10 tiếng. Anh ấy không muốn đi, bọn tôi phải lôi anh ấy đi đấy. Để tôi giải thích ạ. Ngài muốn tôi giữ họ lại siêu thị bằng mọi giá mà. Đúng là tôi bảo anh giữ chân họ, nhưng tôi có bảo anh mua hết siro trong siêu thị đâu. Tôi không có lựa chọn khác. Cô ta thắng hết mấy cuộc thi tôi bịa ra. Tôi xin lỗi ngài ạ. Thật bất ngờ là cô ta không đem siro về. Tôi đang đứng chờ, nhưng tắm nắng xong cô ta bỏ đi ngay. Tắm nắng à? Nghĩa là cô ta đã đi tắm nắng sao? Vậy lý do cô ta cư xử kỳ lạ là gì đi tắm nắng à? Anh đi đâu đấy? À thì ngài thấy đấy, cô ta nhờ tôi giao chỗ siro phần thưởng đến nhà giúp. Anh là đồ vô dụng.